kinh doanh là làm gì? Mà muốn biết kinh doanh là làm gì thì chúng ta phải trải qua hai bước. Một là chúng ta phải hiểu là cái luồng công việc trong kinh doanh cái đã. Và cái thứ hai là trong kinh doanh nó sẽ xuất hiện những cái phòng ban nào, những cái nghiệp vụ nào và chúng ta sẽ làm cái gì trong cái hệ thống kinh doanh ấy. Vâng, giống như bạn hiện tại bây giờ thì chúng ta phải đặt trách nhiệm của tôi phải trả lời cho các bạn mấy cái câu hỏi như sau một là cái chương trình này thì tôi sẽ chia sẻ những gì và câu hỏi thứ hai chắc chắn là các bạn sẽ rất là quan tâm đó là học kinh doanh là làm gì học kinh doanh là làm gì vấn đề thứ ba là nếu tôi biết về kinh doanh rồi thì cái nghề nghiệp và tố chất của người làm kinh doanh thì họ cần những cái gì đó. nếu mà giải quyết được câu hỏi này thì các bạn lại đặt câu hỏi là vậy thì cơ hội việc làm Uh, của tôi nó như thế nào uh, nếu nếu mà tôi học cái này nó ngon đi thì cơ hội việc làm của tôi nó như thế nào và nếu như cơ hội việc làm nó có và thu nhập nó tốt thì chúng ta phải nghĩ đến chuyện học không thôi thế cuối cùng là nếu nó giải quyết được cái bài toán cơ hội việc làm rồi thì liệu rằng là những cái kiến thức kỹ năng mà tôi phải trang bị thì tôi cần phải trang bị những kiến thức kỹ năng gì cụ thể nó như thế nào rồi sau đó cuối cùng là uh, tôi phải lựa chọn một môi trường đào tạo như thế nào thì gọi là chuẩn thì như vậy là các bạn được trải qua 6 cái bước, một là biết được chương trình này chia sẻ những gì, thứ hai, chương trình này sẽ trả lời mấy câu hỏi của bạn, một là kinh doanh là làm gì, hai là nghề nghiệp và tố chất của người làm kinh doanh, thứ ba là cơ hội việc làm và lộ trình thăng tiến, thứ tư là kỹ năng cần trang bị và cuối cùng là lựa chọn môi trường đào tạo để mà chúng ta thành danh được. Vậy thì như vậy chúng ta sẽ trả lời bằng này câu hỏi Vậy thì bây giờ chúng ta đến cái câu hỏi đầu tiên Và chúng ta phải trao đổi với nhau Đó là kinh doanh là làm gì Mà muốn biết kinh doanh là làm gì Thì chúng ta phải trải qua hai bước Một là chúng ta phải hiểu là cái luồng công việc trong kinh doanh cái đã Và cái thứ hai là trong kinh doanh nó sẽ xuất hiện những cái phòng ban nào Những cái nghiệp vụ nào Và chúng ta sẽ làm cái gì trong cái hệ thống kinh doanh ấy thì mỗi một kể cả trong hệ thống kinh doanh nó rất là rộng nhưng mà mỗi một cái nghề ở trong cái tiếp cận cái nghề ở trong kinh doanh đấy thì cái tố chất nó cũng sẽ khác nhau. Vì vậy chúng ta phải hiểu là kinh doanh làm gì và 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 cụ thể là cái luồng kinh doanh nó như thế nào. Phòng ban nào nó làm cái gì thì bây giờ chúng ta mới định hình ra được tố chất và lúc bây giờ niềm tin uh, là không phải là niềm tin của tôi hướng dẫn cho các bạn nữa mà chính các bạn sẽ tin tưởng rằng là chúng ta cần tố chất gì để để học được kinh doanh. Vậy chúng ta vào bài đầu tiên đó là bài tiếp theo đó là học kinh doanh là làm gì Xin mời các anh chị qua video clip tiếp theo à, Và trước khi qua video clip tiếp theo thì tôi nhắc là Tất cả cái chương trình này khi mà tôi đưa ra cái này ra Thì cứ mỗi bài thì tôi đều có cái công cụ Ví dụ đây là công cụ 1.1 Thì đây là chính là cái 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 nội dung chia sẻ Và khi mà các bạn học xong thì các bạn thích Thì các bạn đao công cụ về Thì như vậy là chúng ta sẽ có được cái sơ đồ để chúng ta nhớ mà chúng ta không cần phải gì cả. nhồi nhét vào não mà chúng ta hoàn toàn có thể tự nhớ được thì như vậy là À, tự nhớ bằng cái việc là đã có những cái công cụ này cho các bạn thì mời các bạn qua cái bài tiếp theo đó là kinh doanh là làm gì xin mời các bạn trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc website trường doanh nhân CEO Việt .edu .vn hotline 1800 57 77 22 nhánh 1 2